Vâng, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Cuộc Sống Vùng Cao. Ở trong clip ngày hôm nay thì tôi tiếp tục gửi đến các bạn một cái bài thuốc dân gian ở trên tôi mà hay dùng để chữa cái lở loét hoặc là chữa rết cắn, chữa côn trùng cắn ấy, hoặc là chó nhà cắn ấy. Và cái này có thể là trị được bỏng lửa này, bỏng nước sôi này, nó cũng khá là hiệu quả. Nhưng mà cái này tôi không biết là tên của nó như nào. Đấy, bây giờ thì các bạn hãy theo chân tôi đi tìm xem là ở đây nó có không nhá. Ngày trước tôi thấy ở đây có khá là nhiều, nhưng mà bây giờ là không biết là có hay không, tôi không rõ nữa. Thì tôi sẽ đưa các bạn đi tìm xem có không. À, tí nữa nếu mà thấy thì bạn nào mà biết tên của cây này thì các bạn vui lòng để lại những cái dòng bình luận ở phía dưới để tôi còn biết thêm cây này tên phổ thông của nó là như nào nhé các bạn. Ngày trước tôi thấy ở đây có khá là nhiều. Ở trên tôi thì gọi là cái bài thuốc dân gian thì rất là nhiều. À đây, đây rồi các bạn, tôi đã thấy đây rồi. Đấy, chui vào bụi rậm đây các bạn. Cái cây mà hôm nay tôi muốn nói nó chính là cây này này, lá của nó dài dài ấy. Tôi không biết gọi cây này là gì. Đấy. À, không biết các bạn đã thấy chưa, đã rõ chưa? Đây chính là cây này đấy các bạn. Vâng, cái bài thuốc mà hôm nay tôi muốn nói chính là cái cây này. Tuy nhiên rằng cây này tôi không biết tên của nó là như thế nào, nhưng mà các bạn có bạn nào biết tên của cây thuốc này thì vui lòng để lại một số những cái dòng bình luận ở phía dưới, viết tên để ở phía dưới bình luận để tôi biết thêm nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây, các bạn có thể thấy lá của nó này, lá của nó rất là dài. Đấy, lá rất dài. Và tôi còn để ý là hai bên mép lá có những cái hình răng, răng cưa đấy các bạn. Đây. Tôi không thể lấy nét được cho bạn xem. Rồi, đấy. Các bạn thấy là hai bên mép lá nó có những cái răng cưa cưa đấy. Đấy là một số những cái đặc điểm mà nhận biết về cái cây thuốc này này. Đây, ở bên này đấy các bạn này. Đấy, nên các bạn thấy là ở bên hai bên mép có hình răng cưa đúng không ạ? Và nó khá là dài nha các bạn. Đây, các bạn thấy là lá rất là dài. Nó phải được một gang này các bạn này. Đấy, lá của nó phải một gang. Rồi, tôi đi vào cái vấn đề chính của ngày hôm nay. Cái cây này thì đấy, như ban đầu là tôi nói với các bạn là cây này tôi không biết tên nhé các bạn. Nhưng mà có bạn nào biết tên thì vui lòng để lại cho tôi ở phía dưới. Cây này thì chúng tôi hay dùng để chữa kiết lỵ ra máu ấy, hoặc là mủ ấy, thì chúng ta lấy cái cây thuốc này cộng với cái dây mơ nó có lông ấy, cái loại là dây mơ lông ấy các bạn nhé. Chúng ta hai cái loại này chúng ta kết hợp vào xong là sắc uống. Đấy, sắc uống. Và một ngày thì chúng ta có thể uống từ 4 đến 5 lần. Đấy.
Đấy là cái thứ nhất. Còn một cái nữa nó rất quan trọng, đó chính là trước cái bệnh lở loét ấy, hay là cái bệnh mà ngoài da ấy, thì chúng ta lấy cái cây này này, chúng ta lấy cây này rồi tán bột, đấy tán bột trộn với cái dầu vừng để mà bôi, hoặc là chúng ta cũng có thể dùng cái cây tươi này này, chúng ta hái một nắm về rửa thật sạch, xong sau đó chúng ta giã, giã xong là đắp vào cái chỗ nó bị lở loét ấy. Đấy. Và một cái nữa, ở chỗ tôi dùng cái cây này trị cái bỏng lửa nhá, bỏng lửa bỏng nước sôi, nó kể ở cấp độ mà nó nhẹ ấy, thì chúng tôi dùng cái cây này này. Chúng tôi dùng cây này để chữa cái bệnh bỏng lửa hoặc là bỏng nước sôi. Khi mà dùng để chữa bỏng thì chúng ta có thể xoa qua hoặc là tán nhuyễn thành cái bột mịn cộng với lại một chút là dầu vừng, chúng ta bôi vào cái chỗ bị bỏng thì nó sẽ có hiệu quả. Và những cái trường hợp mà chúng ta bị nổi mài đay ấy, thì chúng ta cũng dùng cái cây này này. Chúng ta dùng cây này cộng với lại một ít cái muối ăn nhé các bạn. Chúng ta dùng cây này cộng muối ăn rồi nấu lấy nước để mà rửa cái chỗ mà bị mài đay ấy, thì nó rất là tốt. Và một cái nữa, cái cây này thì nó có thể chữa cái bệnh chúng ta vô tình bị dao cắt phải, nó không thể cầm máu, thì cái này dùng cầm máu rất tốt này. Đấy, chúng ta cũng rửa sạch, giã xong là đắp vào cái chỗ bị cắt đấy. Và một cái nữa thì cái này bị chúng ta nếu mà vô tình bị chó cắn nha các bạn, vô tình bị chó tức là chó nhà cắn, nó không phải chó dại, thì chúng ta cũng lấy cái cây này này, lấy cái này chúng ta rửa sạch giã xong là đắp vào cái chỗ mà nó bị giã xong đắp vào cái chỗ nó bị thương, nó cũng rất là hiệu quả này. Và các bạn cũng biết là chó thì đặc điểm của chó thì khi mà cắn xong bị chúng ta bị cắn thì nó rất là lâu khỏi, vậy nên là chúng ta lấy cây này giã đắp vào thì nó rất là hiệu quả, rất tốt này. Ngoài ra thì cây này còn trị rết cắn này, rết cắn côn trùng cắn ấy, sâu đốm đốt chẳng hạn, thì chúng ta cũng lấy cái cây này này cộng với lại cái lá non của cái chua me đất hoa vàng ấy, chắc hẳn là các bạn cũng biết cái cây đấy nhỉ. Đấy, chúng ta hai cái loại này này chúng ta giã nhuyễn xong đắp lên cái chỗ bị thương. Đấy, đấy là một số những cái thông tin. À, một cái nữa thì cây này chị em phụ nữ còn có thể dùng để chữa cái bệnh phụ nữ. Tuy nhiên rằng chữa bệnh phụ nữ như nào thì tôi cũng không rõ, tại vì là tôi không rõ là bệnh gì thì họ có thể dùng cái cây này. Đấy, như ban đầu là tôi bảo với các bạn rằng là cây này thì tôi không biết tên của nó như thế nào, nên là không thể mà tìm được để mà tả và đưa thêm cho các bạn nhiều thông tin. Thì tôi không rõ, nếu mà có bạn nào mà biết cây này tên là gì thì các bạn có thể để lại cho tôi tên ở phía dưới để tôi tìm hiểu, và tôi sẽ làm thêm một cái clip nữa về cây này tốt hơn, và nó sẽ được hoàn chỉnh hơn. Đấy, tại vì là cây này chúng tôi hay dùng để chữa những cái bệnh trước đấy như tôi nói thôi, còn ngoài ra thì nó có thể là chữa được một số bệnh gì thì tôi không rõ. Đấy, nếu mà các bạn ở địa phương các bạn đã từng dùng cây này rồi, chữa cái bệnh gì rồi, hoặc là các bạn biết tên thì vui lòng cho tôi xin tên của cây này để tôi tìm hiểu thêm, và tôi sẽ đưa thêm nhiều thông tin hơn nữa hữu ích với cây này. Đấy, cây này thật sự là một cây chữa bệnh nó khá là tốt, khá là hiệu quả đấy các bạn. Đấy, chứ cái bệnh nhẹ, còn cái bệnh nặng thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải dùng những cây khác rồi đúng không ạ? Và Ngà xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý đã theo dõi cái clip ngày hôm nay. Nhưng mà các bạn là thấy cái thông tin em mà em đưa lên nó hữu ích thì vui lòng để lại cho em một like, đồng thời nhấn nút là chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ em. Và nhất là các bác người già ấy, nhưng mà các bác biết cái cây này dùng để chữa bệnh gì ngoài những cái bệnh mà em vừa nói ấy, thì vui lòng để lại cho em một số những cái dòng bình luận ở phía dưới. Và đặc biệt là em muốn biết tên của cây này để em hoàn chỉnh hơn một cái clip nói về cây này hiệu quả hơn, tại vì là cây này thì ở trên em không có tên đó.
Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Nếu hay thì vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn các bạn. Xin chào.